Dạ vâng, sàn bất động sản Bình Dương, Minh Đức xin kính chào bà con. Dạ vâng ạ, buổi sáng ngày hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2022. Em Minh Đức đang có mặt tại căn nhà 2 lầu 1 trệt nằm ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dạ vâng ạ, buổi sáng ngày hôm nay sàn bất động sản Minh Đức cũng tranh thủ để gửi tới bà con thân thương của em Minh Đức đang có ý định an cư lập nghiệp tại tỉnh Bình Dương này. Vâng ạ, tọa lạc của căn nhà 2 lầu 1 trệt nằm vị trí phường An Phú, thành phố Thuận An. Bà con di rời từ căn nhà này mà ra tới ngã tư Liên Huyện và vòng xoay An Phú thì chưa tới một cây số bà con nhé. Dạ vâng ạ, ngã tư Liên Huyện thì nó rơi vào khoảng chừng độ 300m bà con nhé. Vâng ạ, di rời từ căn nhà này mà ra tới đường DT743 thì rất chi là gần bà con nhé. Bà con ra vòng xoay An Phú và tất cả những cái vị trí của trường, chợ và ủy ban rất gần cho căn nhà này. Vâng ạ, vì vậy cho nên là em Minh Đức cũng đang là tranh thủ review cho bà con thân thương của em Minh Đức đang có ý định an cư lập nghiệp tại tỉnh Bình Dương được nắm bắt thông tin và chi tiết công năng sử dụng cơ sở hạ tầng căn nhà này. Vâng, cũng không để bà con chờ lâu nữa thì em cũng tranh thủ ra cái cơ sở hạ tầng để cho bà con tham quan bà con nhé. Dạ vâng ạ, thì bên em Minh Đức đang là thiết kế rất chi là nhiều nhà cho cái dự án này. Vâng ạ, đây bà con tham quan tất cả những cái nhà đang là mọc lên và đang là hoàn thiện và đang nằm móng, đang xây, đang là thiết kế cho phần thô rất nhiều. Vâng ạ, thì cái căn nhà này thì nó có hướng là hướng tây bà con nhé. Vâng ạ, có hướng tây thì đây bà con sẽ tham quan cái mặt tiền của căn nhà này. Vâng ạ, đây ạ, bà con cùng em Minh Đức tham quan cái căn mặt tiền này. Đây, mặt tiền của căn nhà 2 lầu 1 trệt nằm ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bà con nhé. Dạ vâng ạ, đây đây là đường thông bà con nhé. Vâng ạ, đây ạ, tất cả chung quanh thì nó thuộc về công ty. Đây ạ, thuộc về công ty đó, rất là nhiều công ty xí nghiệp nhiều lắm bà con. Vâng, bà con nào mà đang có ý định an cư lập nghiệp mà sử dụng được cái căn nhà 2 lầu 1 trệt của bên em Minh Đức thì bà con cứ yên tâm, tất cả là vị trí nó là ok. Từ giờ tới cuối năm là em đảm bảo với bà con là khu vực này là kín tắc bà con nhé. Vâng ạ, rất là đông anh em đang là xây để gửi tới bà con thân thương của em Minh Đức đang có ý định an cư lập nghiệp. Vâng ạ, cái cơ sở hạ tầng của trước căn nhà 2 lầu 1 trệt này thì đường là đường 6m bà con nhé. Vâng ạ, đường là đường 6m này, vỉa hè 3m mỗi bên này bà con nhé. Vâng ạ, thì em Minh Đức có thói quen là nếu mà đi quay một cái video nào đó thì em sẽ phải quay chi tiết cho bà con đang có ý định an cư lập nghiệp để bà con đỡ mất thời gian. Vâng ạ, thì khi bước vào trong nhà thì đây có những gì thì bà con từ từ đi với cùng em Minh Đức để khám phá những cái mô hình của căn nhà nó như là sao bà con nhé. Vâng ạ, trước khi bước vào trong căn nhà thì đây nó có một bộ cửa nhôm kính sông pha. Vâng ạ, đây ạ, có một bộ cửa nhôm kính sông pha và một bộ cửa quấn đức bà con nhé. Đây ạ, bà con tham quan, đây là bộ cửa quấn em chưa bấm xuống bà con nhé. Rồi đó, và một bộ cửa nhôm kính sông pha. Đấy, tất cả các rèm và tất cả các rèm của các cửa bên em cũng đã vào cho bà con. Vâng, công năng sử dụng của căn nhà này thì sân xe hơi khép kín bà con nhé, xe hơi 7 chỗ. Khu vực này bà con để 7 chỗ thoải mái đó, từ cái bộ ghế sofa kia mà tới cái cửa này bà con để 7 chỗ thoải mái nhé. Bà con tham quan kỹ dùm em ạ. Vâng ạ, đây là cái không gian của phòng khách. À xin lỗi ạ, không gian của phòng để xe khép kín đó. Sau đó rồi về đến phòng khách bà con nhé. Đôi khi em tư vấn nó hơi bị nhầm, mong bà con thông cảm cho em Minh Đức. Dạ vâng ạ, đây ạ, trong cái quá trình video của em Minh Đức đang gửi tới bà con thân thương của em Minh Đức để bà con có ý định an cư lập nghiệp, thì bà con nào mà bắt gặp được cái video của em Minh Đức thì bà con cũng vui lòng
cho em xin một nút đăng ký ạ. Dạ vâng ạ, bà con vui lòng cho em xin một nút đăng ký và một nút chia sẻ, và bà con tương tác dùm em để em lấy động lực đi quay tất cả những cái video cho bà con đấy, để bà con tham quan và cân nhắc. Vâng ạ, thì khi bước vào trong nhà đấy, qua khỏi cái nơi để xe hơi thì bên em cũng đã vào cho bà con bộ bàn ghế đây ạ. Bà con thấy không ạ? Đấy, sofa màu sữa rất là khang trang lịch sự bà con nhé. Đó, rồi. Sau đó là đối diện của cái bộ ghế sofa này thì nó là nơi để truyền hình, tivi và có cái tủ bên dưới gầm cầu thang đây. Bà con tham quan. Vâng ạ, em Minh Đức đang đứng tại căn nhà 2 lầu 1 trệt nằm ở vị trí phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bà con nào nắm bắt được cái video của em Minh Đức thì vui lòng cho em xin một nút đăng ký bà con nhé. Bà con bấm vào nút chuông, bà con đánh là bất động sản Minh Đức thì tất cả những các video của em Minh Đức có sẵn ở trên YouTube rồi ạ. Vâng ạ, đây ạ. Bà con tham quan kỹ dùm em Minh Đức ạ. Đây là một cái phòng khách để bà con tiếp khách tất cả cha bác anh em ngày lễ, ngày Tết, rồi ngày thường bà con ngồi nó rất khang trang lịch sự bà con nhé. Vâng ạ. Rồi sau đó thì em Minh Đức sẽ đưa bà con tiến vào trong cái không gian phòng ăn ạ. Thì phòng ăn thì bên em Minh Đức cũng đã vào cho bà con một cái bộ bàn ăn rất khang trang. Đây bà con tham quan này, rất là khang trang lịch sự bà con nhé. Vâng, em cũng không phải là tư vấn quá lỗ cho bà con, nhưng bà con chỉ cần bớt chút thời gian vàng ngọc của bà con ra để bà con tham quan cái video của em Minh Đức thì bà con biết được là chất lượng của căn nhà này bên em làm nó như thế nào. Vâng ạ, thì trong quá trình em quay thì bà con nào tham quan được cái video của em thì bà con vui lòng chỉ cần tham quan cái video bà con nhé. Đấy, còn những cái lời tư vấn của em thì em chỉ là tư vấn sơ qua cho cái mô hình đầu tiên để bà con nắm bắt được cái công năng sử dụng và vị trí. Vâng ạ, trước hết là bà con phải là liên hệ vào cái số hotline của em là 0968 944 993. Dạ vâng ạ, thì bà con sẽ nắm bắt được kỹ càng hơn, em tư vấn kỹ hơn cho bà con để bà con cân nhắc, thì bà con bớt phải đi ra ngoài mưa gió, nhất là đang nào vào chuẩn bị vào mùa mưa này. Vâng ạ. Đấy, cho nên là bà con chỉ cần ở bên gia đình, mâm cơm gia đình, bà con bật cái truyền hình lên, bà con chỉ cần đánh là bất động sản Minh Đức thì tất cả những cái video của em đã có sẵn rồi bà con nhé. Vâng ạ, đây là cái vệ sinh của lầu trệt. Vâng, đây bà con tham quan kỹ ạ, đây là cái vệ sinh của lầu trệt. Và trước cái nhà vệ sinh này thì nó có một cái giếng trời, thì bên em Minh Đức cũng thiết kế cái vụ có một cái hồ cá coi mini. Cái này là hồ cá coi mini nhỏ thôi bà con nhé. Vâng, đây hồ cá coi mini nhỏ xinh xinh sắn sắn để bà con thả mấy con cá coi. Vâng ạ. Rồi, em Minh Đức cũng đã tư vấn cho bà con rất kỹ nha bà con nhé, rất kỹ ở dưới trệt và công năng sử dụng, rồi cơ sở hạ tầng. Thì đến bây giờ em Minh Đức sẽ đưa bà con lên lầu trên. Vâng ạ, lên lầu để bà con tham quan để cho nó ngắn bớt cái video lại trong cái thời gian. Nếu bà con nào muốn biết được cái giá, biết được cái giá nha bà con nhé, rồi bà con biết được chi tiết thì em sẽ để cái tiêu đề ở trên tiêu đề, thì bà con cũng vui lòng bấm vào dấu X. Vâng ạ, bà con bấm vào dấu X xuống thì tất cả những cái tiêu đề và chi tiết em Minh Đức đã để trên tiêu đề rồi. Vâng ạ, rồi em Minh Đức sẽ đưa bà con đi lên trên trên lầu để cho bà con tham quan chi tiết hơn những cái công năng sử dụng của căn nhà 2 lầu 1 trệt này. Vâng ạ. Cũng trong thời gian em Minh Đức đang lên cầu thang thì bà con cũng vui lòng bỏ ra một thời gian ngắn để cho em một cái nút đăng ký bà con nhé. Vâng ạ, bà con bấm một nút chuông có chữ tất cả, rồi bà con đánh là, hoặc là bà con đánh là bên YouTube, bà con đánh là bất động sản Minh Đức. Vâng ạ, thì tất cả những cái video của em đã có sẵn
để gửi tới bà con rồi nhé. Vâng ạ, trước khi bước lên cái lầu lầu trên thì em Minh Đức đang là có một cái không gian đây ạ, không gian của cái phòng khách nó thẳng lên trên đây, bà con tham quan cái này này, đây, cầu thang lên này, rồi ở dưới sao trên thế. Thì khi mà ở dưới một cái phòng khách nó rộng rãi như thế nào thì ở trên này thì bà con thấy nó rộng rãi như vậy đó, bởi vì em thiết kế cầu thang hình chữ U đó. Thì cái không gian này bà con thấy đó, không gian này rất là rộng bà con nhé, đây ạ, rất là rộng rãi. Thì khi bà con về, bà con có sử dụng cái nhà này thì bà con có thể là bà con kê một bộ bàn ghế ở trên này, hoặc là nhà gia đình nhà bà con có khách thì bà con có thể là kê một cái bàn ăn đó, ở trên này được một mâm mâm tròn bà con nhé. Rồi rất ok. Vâng, sau đó là em Minh Đức lại đưa bà con đi vào tham quan cái bên tay phải ạ, nên cầu thang là bên tay phải đây ạ. Rồi tham quan cái phòng ngủ đầu tiên. Vâng ạ, tham quan cái phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ đầu tiên thì có một nhà vệ sinh khép kín. Đây, em sẽ đưa bà con đi tham quan cái nhà vệ sinh trước. Đó, mô hình là như thế này bà con nhé, mô hình rất hiện đại, phòng ngủ rộng rãi, phòng ngủ rất chi là rộng, tất cả các rèm bên em đã vào cho bà con đây ạ. Đó, đây là cái trần. Rồi sau đó là bà con tham quan sơ qua cái mô hình của cái phòng ngủ đầu tiên của căn nhà này. Rồi em sẽ đưa bà con đi ra tham quan cái ban công. Đây là ban công tầng 1 bà con nhé. Đó, ban công tầng 1. Đây ạ. Rồi, đây, ban công tầng 1 bà con nhé. Bà con thấy không ạ? Nhà kín tắp rồi đấy bà con, chuẩn bị làm dày đặc luôn. Đó, bên em làm kín đất từ giờ đến cuối năm. Đây, bà con tham quan ạ. Đó, rồi. Và đây, bên em đang thi công đây. Đó. Rồi, em Minh Đức sẽ đưa bà con vào trong nhà để tham quan cái mô hình của cái phòng ngủ số 2 cho căn nhà này. Bà con vui lòng nhé, vui lòng nếu bà con nào mà đang có an cư, muốn an cư lập nghiệp thì bà con cũng vui lòng bớt chút thời gian ra để tham quan cái video của em Minh Đức. Bởi vì cái video của em Minh Đức một căn nhà rất dài, 2 lầu 1 trệt rất dài bà con nhé. Mong rằng bà con nào mà đang có ý định thì bà con đừng bỏ lỡ cái video của em Minh Đức. Vâng ạ, đây là một cái phòng ngủ số 2 nữa. Tổng là căn nhà này là 4 phòng ngủ bà con nhé. Vâng ạ, đây là một cái nhà vệ sinh khép kín nữa. Mô hình cái căn nhà này thì có một cái nhà vệ sinh khép kín. Thì bên em làm là có một cái bồn tắm lòng. Đây ạ, đó, rất khang trang cho cái phòng ngủ này. Phòng ngủ này là phòng ngủ số 2 bà con nhé. Rồi, rồi em Minh Đức cũng đã review rất kỹ. Và còn thêm nữa là cái ngoài đằng sau có cái giếng trời ở dưới đó, thì bên trên này em đã làm cho bà con có một cái không gian để bà con phơi đồ rất rộng rãi nhé. Mai mốt bà con về bà con sẽ làm cái hàng rào bên ngoài này. Đó, rồi đầy đủ chi tiết. Thì khi mà bà con mà chọn lựa cho bà con đang có ý định an cư lập nghiệp thì bà con cứ yên tâm, khi mà cái video của em Minh Đức đưa lên thì chắc chắn là nó phải chi tiết đấy, từng các nhà vệ sinh bà con nhé. Rồi bà con cùng em lật lên cùng em Minh Đức lên trên lầu 2 ạ. Đây ạ. Rồi, vâng ạ, em Minh Đức sẽ đưa bà con lên trên lầu 2 để tham quan cái mô hình cơ sở hạ tầng của trên lầu 2. Trên lầu 2 thì bên em thiết kế là cũng là 2 phòng, nhưng mà bà con có muốn cái công năng sử dụng để đáp ứng cho bà con sử dụng, thì bà con muốn làm phòng thờ hoặc làm phòng ngủ thì đấy là tùy bà con nhé. Vâng, em đang là đứng ở trên lầu 2 đây ạ. Trên lầu 2 thì có một cái giếng trời rất sáng cho cái khu vực cầu thang từ trên xuống dưới. Đó, bà con tham quan ạ. Rồi,
Cái không gian này thì bên nhà Minh Đức thiết kế nó là thẳng của cái phòng khách ở dưới lên, nhưng mà khu vực này thì nó chật hơn của cái lầu 1 là có cái nhà vệ sinh. Em cho bà con tham quan trước cái nhà vệ sinh để sử dụng cho hai cái phòng trên. Nếu bà con nào mà có ý định mà làm phòng thờ thì có thể là bà con làm một phòng thờ ở trên này và nó có 3 phòng ngủ, còn không thì bây giờ là cái nhà này nó có tổng là 4 phòng ngủ bà con nhé. Vâng ạ, đó, đây bà con tham quan ạ. Rồi, đây ạ. Nếu mà thực tế ra thì bà con nào mà có ý định mà làm phòng thờ ở cái phòng này thì em đảm bảo với bà con là nó rộng rãi, rất là rộng rãi, bởi rộng quá. Nó rộng tương đương với cái phòng dưới của lầu 1 bà con nhé. Thì khi đó thì bà con là về đây thì bà con muốn sử dụng cái căn nhà này, đấy là tùy cái sắp xếp của gia đình của bà con. Rồi, em đang là đứng ở trên lầu 2. Vâng, ở trên lầu 2 thì em sẽ lại đưa cho bà con đi tham quan. Em đứng ở bên ban công đây, đứng ở đây nó rõ hơn này. Đây ạ, thì bà con tham quan dân cư này. Đó, bà con tham quan nhé, kỳ tắp nhé. Rồi, em sẽ đưa bà con đi vào trong nhà để tham quan cái phòng cuối cùng. Vâng ạ, cái phòng cuối cùng. Rồi em cũng xin phép là bà con em kết thúc video đó, bởi vì là một cái video nó cũng hơi dài. Rồi em sẽ tranh thủ để đưa bà con đi tham quan sơ qua thôi. Đây ạ, đây là cái phòng ngủ số 4 cho căn nhà này. Vâng, rồi đó, sau đó là lại có một cái không gian để bà con lên trên lầu, mà em sẽ thiết kế một cái cầu thang sắt ở đây để ví dụ như bà con lên trên bà con trồng cây đó. Và cái khu vực này là khu vực máy giặt bà con nhé, rất rộng rãi, bà con phơi đồ ở đây rất rộng rãi, thoải mái bà con nhé. Rồi em tư vấn rất kỹ bà con nhé, em tư vấn rất kỹ cho bà con để bà con đỡ mất thời gian. Ví dụ bà con có chọn được cái căn nhà của bên em Minh Đức này thì bà con cũng đỡ mất thời gian đi lại, mất công mất việc đó bà con ạ. Rồi, sàn giao dịch bất động sản Minh Đức thì em nói thật với bà con là bên em sẵn sàng luôn luôn lúc nào cũng cung cấp tất cả những cái thông tin nhà đẹp Bình Dương. Đó, có những căn nào em Minh Đức sẽ đưa lên YouTube cho bà con tham quan. Vâng ạ, còn bên em Minh Đức là luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng trao đổi sổ chung thành sổ riêng cho bà con. Nếu bà con có nhu cầu đang là ít tiền thì bà con có sổ chung, bà con sẽ đổi sang sổ riêng bà con nhé. Vâng, rất là đơn giản cho cái chuyển đổi từ sổ chung sang sổ riêng. Thì bên em có sổ riêng, còn bên bà con có sổ chung thì em sẽ đổi cho bà con. Này, hợp lệ hai bên bàn bạc. Rồi, ok. Sau đó là bên em có thu mua tất cả những nhà cũ bà con nhé, tất cả những nhà cũ và bà con cần bán, bên em cần mua bà con nhé. Và em bán cho tất cả những cái anh em cha bác thân quen của em đang là có ý định an cư lập nghiệp tại tỉnh Bình Dương này. Vâng ạ, từ đầu video em Minh Đức cũng đã review cho bà con tham quan rất kỹ cái căn nhà này. Thì căn nhà này em tư vấn một lần nữa là 2 lầu 1 trệt. Vâng ạ, công năng sử dụng sân xe hơi khép kín, 4 phòng ngủ bà con nhé. Vâng ạ, 4 nhà vệ sinh đó. Nhà này là có 4 nhà vệ sinh bà con nhé. Vâng ạ, rất hiện đại cho cái căn nhà này. Vâng ạ, căn nhà này thì tọa lạc nằm ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vâng ạ, đây, căn nhà này bên em đang bán với cái giá là 4 tỷ 100 triệu bà con nhé. Vâng ạ, căn nhà này bên em đang là bán với cái giá là 4 tỷ 100 triệu. Em báo giá công khai. Bà con nào có nhu cầu thì hãy điện vào cái số hotline cho em Minh Đức là 0968 944 993. Em Minh Đức sẽ tư vấn cho bà con
chi tiết. Và căn nhà này bên em cũng có hỗ trợ ngân hàng tối đa 80% cho bà con. Bà con chỉ cần cung cấp cho em chứng minh hộ khẩu, giấy kết hôn là bà con không cần lăn tăn về vấn đề bên ngân hàng, nhưng mà yêu cầu bà con đừng có nợ xấu bà con nhé. Vâng ạ, em Minh Đức bất động sản Bình Dương thì bà con nghe cũng quen rồi. Vâng ạ, nhưng bên em là chuyên về sàn bất động sản Minh Đức, đấy là tên của em. Vâng ạ, thì bà con nào có nhu cầu thì hãy liên hệ tới em. Vâng ạ, một buổi sáng ngày hôm nay em Minh Đức quay cho bà con tham quan cái căn nhà 2 lầu 1 trệt. Vâng ạ, thì bây giờ em Minh Đức cũng xin phép bà con, chúc bà con một ngày nghỉ bên gia đình hạnh phúc và bình an. Vâng ạ, em chào bà con, hẹn bà con video tiếp theo ạ.